À, mấy bạn của Tina ơi, mấy bạn có hỏi mình và xin công thức làm nước mắm chua ngọt của mình á, thì hôm nay mình sẽ làm clip làm nước mắm chua ngọt của miền Nam nhé. Các bạn hãy theo dõi hết clip nhé. Chào cả nhà. À, cả nhà thấy em làm một đống tỏi ớt như thế này, cả nhà có biết em làm cái gì không ạ? À, vâng, hôm nay em sẽ chia sẻ cho cả nhà và chia sẻ với những bạn mà không biết nấu ăn á. À, làm một cái chén nước mắm chua ngọt của miền Nam của mình nha cả nhà nha. Thì nước mắm chua ngọt á, thì em có nước chanh nè, nước chanh và đường. Vì vì là nước mắm chua cay á, chua ngọt á, nên mình phải có đường nhiều nha cả nhà, và tỏi ớt, và có nước mắm, nước mắm nha, và có một cái bình nước nước nấu để nguội nha cả nhà nha. Thì em làm bằng cách nào cả nhà? À, những bạn mà không có biết là nấu ăn á, hay là không có biết làm nước mắm của miền Nam á, thì cả nhà hãy theo dõi clip của em nhé. Thì bây giờ em sẽ có một cái tô canh to mà người Bắc kêu là một cái bát to đó. Thì bây giờ em sẽ làm bao nhiêu nguyên liệu thì em sẽ lượng với mọi người nha cả nhà nha. Thì bây giờ là nước mắm thì em sẽ cho vào, em sẽ không cho ớt vào trước mà em sẽ cho những nguyên liệu này vào trước để cho mọi người dễ 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 biết nha cả nhà. Em sẽ cho 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh nước mắm nha cả nhà. Em sẽ cho 2 muỗng rưỡi đi, 2 muỗng rưỡi đi nha cả nhà nha. Đó, 2 muỗng rưỡi nước mắm. 2 muỗng rưỡi nước mắm này á, thì em sẽ cho 5 muỗng nước nha, tại vì nước mắm nó sẽ 5 muỗng canh nước nha cả nhà nha. Đó, em sẽ cho 5 muỗng canh nước. Vì 2 muỗng nước mắm thì em sẽ cho 2 muỗng canh đường. Đó, 1 muỗng. Vì là nước mắm chua ngọt nên mình phải cho đường nhiều nhiều để nó bớt, nó sẽ ngọt, chua ngọt nha cả nhà. 2 muỗng rưỡi nước mắm thì em sẽ cho 2 muỗng rưỡi đường nha cả nhà nha. Đây, 2 muỗng rưỡi. Đó, cả nhà thấy chưa? 2 muỗng rưỡi nước mắm, 2 muỗng rưỡi đường và gấp đôi nước thì sẽ gấp đôi nước mắm nha cả nhà nha. Thì em sẽ cho 5 muỗng nước mắm. Và chanh thì em sẽ cho 1 muỗng chanh. Em sẽ cho 1 muỗng chanh nha cả nhà nha. Đó. Đó, như thế này. Và em sẽ cho một tí xíu mì chính. Mì chính thì cả nhà cho ít thôi nha. Đó, như thế này thôi nha cả nhà nha. Mì chính miền Nam được gọi là bột ngọt đó cả nhà. Đó, mình sẽ quậy đều lên. Cả nhà thấy em làm bằng đường vàng nha cả nhà, vì đường vàng á, mình làm lên thì cái màu nước mắm nó sẽ đẹp hơn ha. Còn mình làm đường trắng á, thì cái màu nó trong lắm nên nó nhìn nó không có hấp dẫn. Đó, như thế này. Cả nhà hãy quậy đều lên giúp em. À, em nói lại một lần nữa nha, những bạn của Tina ơi, cách làm nước mắm của Tina. Thì cái lượng của Tina làm 2 muỗng rưỡi nước mắm là 2 muỗng rưỡi đường, và nước thì mình cho gấp đôi làm nước mắm nha, nước thì mình cho 5 muỗng và chanh thì mình cho chỉ 1 muỗng thôi nha cả nhà. Đó, như thế này thôi, mình cho một tí xíu mì chính vô nha, thì chỉ có nguyên liệu thì chỉ có nhiêu đó thôi đó. Và mình quậy đều xong là mình cho ớt vào là xong, có thể mình ăn ăn cái gì cũng ngon cả nhà, ăn ăn bún thịt nướng nè, ăn 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 những cái gì mà có rau sống á, mình làm bún rồi đó, hay là mình ăn gỏi cuốn nè. Thì bây giờ em làm cho em tô nước mắm này thì em đã chuẩn bị một cái mâm bánh hỏi. Bánh hỏi thì ở bên đây không có bánh hỏi heo quay đâu cả nhà, thì em ăn bánh hỏi như thế nào thì em sẽ cho cả nhà biết sau nha cả nhà nhé. Đó, em quậy như thế này là được rồi, và em sẽ cho ớt vào. Ớt thì tùy theo ớt, tỏi ớt thì mình tùy theo những bạn ăn cay hay không cay thôi nha. Thì mình muốn ăn cay thì mình cho ớt nhiều vào, và mình không muốn ăn cay thì mình cho ớt thôi. Cả nhà thấy có đẹp không? Bỏ ớt vào thì cái tô nước mắm nó lại khác cả nhà ha. Đó, xong rồi. Cả nhà thấy cái tô nước mắm có đẹp không? Em cho cả nhà xem, đây là tô nước mắm mà em chuẩn bị em làm cái tô bánh hỏi của em nha cả nhà. Vì em ăn có một mình thôi nên em sẽ làm như thế này, và em bỏ vào cốc, bỏ vào hũ thì để em ăn dần dần. Đó, mỗi lần mà mình muốn ăn cái mình làm chiên chả. Mình chiên chả cá lên, cái mình luộc miếng bún lên, lặt miếng rau sống rồi vô là mình có thể mình ăn rồi nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy có cái chén nước mắm nó hấp dẫn không ạ? À? Cả nhà ơi, cả nhà hãy làm theo thử cái công thức của em như thế nào nha cả nhà. Đây nè, những bạn của Tina ơi, cái tô nước mắm mà Tina đã làm xong rồi á. À, mấy bạn mà chơi chung cùng Tina mà có hay khen Tina làm nước mắm á, thì các bạn hãy xem cái công thức của Tina mà làm thử ăn coi mình có hợp khẩu vị không hay cả nhà ha.
Em chúc cả nhà và chúc những bạn Tina sẽ làm một tô nước mắm thành công giống như Tina nhé. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại. Bye Đây nè cả nhà. Thì sau khi mà em làm chén nước mắm xong á, em làm cái tô nước mắm xong thì em sẽ ăn cùng với bánh hỏi nha cả nhà nha. Có bánh hỏi, có rau sống nè cả nhà. Và em ăn cùng với chả cá với lạp xưởng nha cả nhà nha. Mình ăn bị lai đi. Thì mời cả nhà cùng ăn với em nha. Và những bạn của Tina ơi, mấy bạn mà không có biết làm nước mắm á, thì các bạn hãy theo dõi cái công thức làm nước mắm của mình nha cả nhà. Và chúc các bạn sẽ thành công với lại cái món nước mắm của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.